Nghệ An, nữ sinh lớp 8 ở bị cào xước mặt trong lớp học, hé lộ nguyên nhân. Thông tin ban đầu, trên Facebook của LKH xuất hiện thông tin về việc em gái mình đã bị một nữ sinh cùng trường cào cấu. Bé gái với chi chít vết cào xước trên khuôn mặt khiến nhiều người xót xa và phẫn nộ. Theo thông tin được chia sẻ, bé gái bị cào xước mặt là em LTH, học sinh lớp 8 trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An. Cũng theo nội dung trên mạng xã hội, gia đình nữ sinh gây ra những vết xước trên mặt em gái mình đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm như đã thống nhất trước đó. Báo cáo ban đầu của nhà trường cho hay, sự việc diễn ra sau khi hết tiết 4, chuẩn bị vào học tiết 5 ngày 24 tháng 3 tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Thạch Ngàn. Vào thời điểm trên, hai em LTN lớp 9A2 và LTH lớp 8A1 xảy ra xô xát, cào cấu mặt nhau. Phát hiện sự việc, nhà trường đã yêu cầu các em này làm bản tường trình và tự kiểm điểm sự việc diễn ra. Qua trình bày của học sinh, N và H đều có em gái học lớp 6A3 cùng trường. Do hai em gái xảy ra mâu thuẫn nên H đã đến và xô đẩy em gái của N. Để bảo vệ em gái của mình, N đã chạy lại cầu thang nhắc nhở H. Sau đó hai bên xảy ra xô xát. Kết quả Lưu Thị H bị cấu nhiều hơn, trên mặt có nhiều vết sưng đỏ. Sau khi xác minh rõ sự việc, nhà trường đã đến làm việc, trao đổi với cả hai gia đình, đồng thời báo cáo sự việc với chính quyền địa phương. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông, về phía các em học sinh cũng nhận sai, xin lỗi nhau và tự hứa trước gia đình sẽ không vi phạm. Hai gia đình tự thỏa thuận. Theo đó, gia đình em Lữ Thị N có trách nhiệm trước sự việc khiến cho em H bị tổn thương ở mặt, nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên phía em N mới chỉ 300.000 tiền mua thuốc cho H. Thấy không thỏa đáng, gia đình em H đã đăng hình ảnh, thông tin sự việc lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Thầy Nguyễn Trọng Minh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Thạch Ngàn cho biết, sự việc là do mâu thuẫn cá nhân, do chị gái cùng muốn bảo vệ em nên đã dẫn đến xô xát chứ không phải bạo lực học đường, bị đánh hội đồng. Sau sự việc, nhà trường cũng đã cùng với giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, giáo dục các em không có hành động bột phát gây tổn thương nhau về sức khỏe cũng như tinh thần, đồng thời phối hợp với gia đình hai học sinh để có biện pháp giáo dục con em cùng xử lý ổn thỏa sự việc. Ông Phan Trọng Trung, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông, Nghệ An cũng cho hay, phòng đã chỉ đạo trường xác minh sự việc, có biện pháp xử lý sự việc hợp tình, hợp lý. Đây là sự việc hy hữu do mâu thuẫn cá nhân dẫn đến hành vi bột phát của học sinh. Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Thạch Ngàn đóng ở vùng sâu, vùng xa của huyện, chiếm tỷ lệ lớn học sinh dân tộc Thái, hoàn cảnh gia đình học sinh đều khó khăn, vất vả. Qua sự việc này, nhà trường cũng chú trọng tăng cường phối hợp với phụ huynh, chính quyền địa phương để cùng giáo dục học sinh, đảm bảo an ninh, an toàn trường học. Còn trước đó, tại Quảng Trị ngày 25 tháng 3, xảy ra sự việc một nữ sinh đã tát bạn mình gần 5 phút. Theo đó, vào cuối buổi học sáng ngày 19 tháng 3, khi một số bạn đã ra khỏi lớp, nữ sinh HTTB lớp 8A đã đánh nữ sinh NTTT cùng lớp vì cho rằng T đã lừa mình, nhìn với ánh mắt khó chịu. Về nhà, T kể lại sự việc với gia đình và gia đình đã báo với nhà trường. Đoạn clip được bạn cùng lớp ghi lại và đăng lên Facebook khiến nhiều người phẫn nộ. B đã đánh T liên tục trong khoảng 5 phút, trong khi đó nạn nhân chỉ biết im lặng chịu trận. Nữ sinh B thậm chí càng lúc tát càng mạnh tay hơn, miệng liên tục chửi thề. Có nhiều học sinh ở trong lớp chứng kiến sự việc nhưng chỉ có một bạn nữ vào can ngăn. Một số nam sinh còn đùa giỡn trong khi bạn bị đánh. Phía nhà trường cho biết sau khi bị đánh, nữ sinh T bị ảnh hưởng tâm lý nên gia đình và nhà trường phải động viên rất nhiều.